Ngày 9 tháng 5, truyền thông Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Amir Hatami cho biết, với sức mạnh quốc phòng hiện có, không thể có bất kỳ cường quốc nước ngoài nào có thể đe dọa quân sự đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tuyên bố của Bộ trưởng Hatami được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA được ký kết giữa Iran với nhóm B5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nêu rõ, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để đảm bảo Iran không có được vũ khí hạt nhân và sẽ phối hợp với các bên để giải quyết ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Trump, cùng ngày, giới chức Iran đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Washington và nhấn mạnh quyết định trên là vi phạm một thỏa thuận sẽ khiến Mỹ bị cô lập và là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh.